UM18. Này lúa giống các bạn. Bài vàng lý tưởng. Này đã khử lẫn rồi. Vàng lúa này cũng trúng nha các bạn. Năm nay cái UM18 là tương đối cái hạt chắc nó nhiều và lúa cũng khá là trúng. Và cái mã lúa này thì có thể đạt 1 tấn mốt 50 nha các bạn. Mã lúa này có thể đạt 1 tấn mốt 50. Tương đối mấy cái chỗ ngã ngã thì nó xanh, mà cái lúa này cũng tương đối cũng còn hơi xanh. Theo mình định cái này thì khoảng 5 ngày nữa cắt thì vừa. Và chắc có lẽ là vòng vòng người ta cắt hết thì mai cắt. Này mai hoặc là ngày mốt cắt nha. Cái miếng lúa này thì nó nằm ở trong gạch Văn Lịch nha các bạn. Đường lên bờ Chiêu thì này nó thuộc địa phận bên đây, giá thuộc phường Thanh Hòa.